Xin chào các bạn đến với buổi livestream của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một chia sẻ của một chị nâng ngực sau 14 ngày tại Bệnh viện MCAT. Đây là tình trạng ngực của chị trước khi phẫu thuật các bạn ha. Như các bạn đã thấy ở qua hình ảnh này, chúng ta có thể phân tích được ngực của chị đang ở mức rơi sẹ độ 2, mô tuyến lỏng lẻo rơi sẹ xuống dưới và không còn độ săn chắc. Tiếp đến á, đây là các góc độ trước khi làm ngực của chị đấy hiện tại. Thì các bạn cũng đã thấy được, thì sau khi chị sinh hai em bé xong và qua quá trình sinh bé cho bé bú thì cái ngực của mình nó sẽ có độ rơi sẹ, không còn được săn chắc như thời con gái nữa. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với sự chia sẻ của chị sau phẫu thuật tại bệnh viện thẩm mỹ MCAT nhé. Xin chào chị. Thì tại sao mà chị biết đến bệnh viện MCAT và tin tưởng lựa chọn bên em hả chị? Thì dạ, em có bạn làm ở đây nhiều lắm, bạn giới thiệu. Dạ, thì mình cũng qua người thân, bạn bè cũng đã từng làm ở MCAT, dạ. Biết được đến bệnh viện và biết đến bác sĩ Khiêm. Dạ. Thì trước, trong quá trình tư vấn trước khi làm phẫu thuật á, thì chị có được có cung cấp thông tin hay là bác sĩ tư vấn cho mình thế nào ạ? Dạ, lúc đầu thì em có được chị Thanh tư vấn qua Facebook, Zalo. Xong rồi sau đó chị mới mời em đến đây để mình thăm khám tư vấn trực tiếp. Sau đó thì mình được thăm khám và được chụp hình á, chụp hình trên máy đê, đúng rồi, chụp hình trên máy để mình coi cái size nào hợp với bản thân mình á. Dạ, rồi được tư vấn về mức giá, rồi mình nên làm những cái gì, tư vấn rõ ràng cho em vậy ạ. Nếu các bạn quan tâm đến dịch vụ của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT, vui lòng inbox trực tiếp vào fanpage của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT hoặc Facebook fanpage của bác sĩ Khiêm để được tư vấn, đặt lịch hẹn trực tiếp với bác sĩ Khiêm. Khi đến bệnh viện thì chúng ta sẽ được tư vấn ngực trên máy X-ray 3D hoặc mô phỏng khuôn mặt trên máy móc phốt 3D. Từ đó chúng ta có thể là lựa chọn những phương án phẫu thuật cũng như là những cái kỹ thuật thích hợp với từng tình trạng của mỗi người. Thì sau khi nâng ngực xong tại bệnh viện á, thì chị cảm thấy thế nào, hài lòng về dịch vụ của bệnh viện bên em không ạ? Dạ thì em cũng đi tư vấn nhiều chỗ, nhưng mà đối với bệnh viện này thì thật sự là lúc đầu vừa đến thì hơi hoang mang về cái giá một tí xíu, nhưng mà sau khi trải nghiệm thì mới biết là đúng là tiền nào của đó. Làm xong thì khỏe chị, ra sau khi trong vòng một xuất ra thì nó cũng hơi đau, nhưng mà mình có tiêm thuốc giảm đau rồi mình cũng rất là khỏe. Sau ở đây một ngày là em đi về quê được luôn. Yeah, đi về tới quê tận Tây Ninh, đi xe bình thường không có gì hết. Dạ, thì sau khi làm xong á thì chị có muốn gửi lời gửi gắm gì đến các chị em phụ nữ mà đang có ý định nhưng chưa có can đảm làm không ạ? Dạ thì đi làm ngay và luôn đi. Dạ, mấy chị á, nói chung là đi làm cái này là làm đẹp cho bản thân mà còn phải vừa đẹp vừa an toàn nữa. Cho nên em thấy ở đây là sự lựa chọn. Sự lựa chọn mà em cho là Rồi cảm ơn sự chia sẻ của chị. Thì các chị em phụ nữ, nếu chúng ta hiện tại còn đang phân vân hay lo ngại về vấn đề gì, hãy inbox trực tiếp vào bệnh viện để được nhân viên chúng tôi chia sẻ cũng như tư vấn cụ thể, giải đáp toàn bộ thắc mắc của các bạn. Các bạn hãy yên tâm, MCAT là nơi tin tưởng cho chị em phụ nữ để lựa chọn các dịch vụ thẩm mỹ làm đẹp. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia buổi livestream hôm nay của Bệnh viện Thẩm mỹ MCAT. Tôi xin cảm ơn ạ.